không gì là quá khó. Kaio chiến đấu với sức mạnh to lớn và lòng dũng cảm. Capit là anh hùng, hạ gục mục tiêu với tốc độ cực nhanh. Lan tỏa xúc tu thật dễ thương, là siêu kỹ năng của công chúa Dudu. Với sức mạnh to lớn, robot Algo tung hoành trong trận chiến. Và khi thành phố cần giúp đỡ, chúng tôi sẵn sàng đứng lên, chuẩn bị cho cuộc chiến phía trước. Dũng cảm xông lên, chúng tôi sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn và bảo vệ vùng đất của chúng tôi bất chấp tất cả. Những anh hùng nhỏ trong một cuộc chiến lớn, bởi vì chúng tôi là biệt đội tò mò. Tập 12, anh hùng không cần tỏ ra ngầu. Biệt đội tò mò, xin hãy nhận lời phỏng vấn. Nhưng chúng tôi không phải là người nổi tiếng. Đó chỉ là một cuộc phỏng vấn đơn giản để công chúng biết đến các bạn nhiều hơn và phát huy tinh thần bảo vệ công lý để giảm tội phạm. Mặc dù điều đó có ý nghĩa. Tốt, vậy nghĩa là các cậu đã đồng ý hãy đến đài truyền hình. Không, tôi không có ý như vậy. Tôi không đồng ý việc đó. Có vẻ như kẻ thù của ngày hôm nay là phóng viên. Chuyện này khá thú vị đấy. Không sợ hãi, biệt đội tò mò tới đây. Kích hoạt thiết bị biến hình. Kaio biến thành hành động. Capit biến thành hành động. Algo biến thành hành động. Xe tiên phong sẽ chạy trên mặt đất, chuẩn bị cho chiến đấu trên bộ. Biệt đội tò mò, lên đường. Cảm ơn đã xem chương trình ngày hôm nay. Lần đầu tiên, lần này chúng tôi đã mời biệt đội tò mò đến trường quay. Chúng ta hãy chào đón họ bằng cách cho họ một tràng pháo tay. Chà, là đội trưởng của biệt đội tò mò, cậu có thể mô tả cảm giác bây giờ không? Lúc đầu, tôi thực sự không muốn thực hiện cuộc phỏng vấn này. Tôi không muốn anh đưa vào các hiệu ứng lạ mắt, chỉ để cho thấy một anh hùng mạnh mẽ, tuyệt vời như thế nào. Người xem có thể khó chịu với tôi, vì tất cả họ đều biết không có anh hùng nào tồn tại. Ồ, vậy sao? Tiếp theo, tôi muốn hỏi. Tên cậu là Capit phải không? Hừ, các thành viên của biệt đội tò mò thật tự phụ. Chán thật, mình sẽ chuyển sang. Tất cả chú ý. Nhà cho thuê và bán, đó là tòa nhà chọc trời mới được xây dựng, tháp cúc cu. Và có một chiếc đồng hồ cúc cu mang tính biểu tượng. Cúc cu, cúc cu. Nó báo giờ bằng cách đẻ trứng. Nó đẻ một quả trứng lúc 1 giờ. Nó đẻ hai quả trứng lúc 2 giờ. Và vào lúc 12 giờ. Cúc cu, cúc cu. Giờ là 12 giờ. Chà, nó sẽ đẻ một quả trứng vàng. Một quả trứng vàng. Di chuyển nhanh lên, các căn hộ đang được bán rất chạy. Và cắt, chương trình đã kết thúc. Cuộc phỏng vấn thành công tốt đẹp. Cảm ơn đã tới đây hôm nay.
Này, biệt đội tò mò, đến tòa tháp khúc cua ngay bây giờ. Thần lùng muốn ăn các quả trứng vàng. Chúng ta đi thôi. Lại có tin lớn đây. Bây giờ là 12 giờ kém 10 phút. Thần lùng đã leo lên bức tường bên ngoài tòa nhà. Anh ta sẽ đánh cắp quả trứng vàng khi đồng hồ điểm 12 giờ. Biệt đội tò mò, chiến lược của các cậu là gì? Chà, đội trưởng, cậu định làm gì? Không phỏng vấn trong trường hợp khẩn cấp. Kyle, dựa trên phân tích, có một ban công dưới tháp đồng hồ. Được rồi, chúng ta sẽ ra ban công đó, rồi tìm cách đuổi theo thần lùng. Tôi cũng muốn đi. Biệt đội tò mò, các cậu tới đây rồi. Bắn vút không trung. Tránh được rồi. Nhận lấy này. Quả trứng vàng sắp xuất hiện. Đội trưởng Kaio dường như đã hết cách. Yên lặng nào. Cậu đang hỏi liệu đồng hồ có thể dừng lại hay không à? Tháp đồng hồ được trang bị an ninh hàng đầu, không ai có thể đi vào. Chỉ còn một phút nữa là đến 12 giờ. Rơi ra ngay, quả trứng vàng. Hết giờ rồi. Được, Kaio. Kaio, Dudu có thể bay lên đó. Không, để một mình Dudu đối phó với thần lùng thì quá nguy hiểm. Tớ có cách này. Bắn phút không trung. Ago, cậu giúp tớ một tay được không? Được rồi. Khúc cua, khúc cua. 11 giờ. Biệt đội tò mò đỉnh thật đấy. Đây, nhìn vào máy quay đi. Anh phóng viên, giờ không phải là lúc phỏng vấn. Đây, chúng ta hãy quay cận cảnh. Biệt đội tò mò, tôi sẽ phản công. Nào, hãy để tôi ghi lại khoảnh khắc thú vị này. Coi chừng. Những quả trứng bạc sẽ bị dính vào dấu chân dạ quang. Tớ hiểu rồi. Phải có một hiệu ứng chống trọng lực trên dấu chân dạ quang. Trong trường hợp đó, những dấu chân này sẽ dẫn chúng ta đến chỗ thần lùng. Phóng viên, tôi thật tuyệt vời, đúng không? Quay phim đi, tôi là thần lùng. Hãy nói gì đi. Anh phóng viên, chúng tôi có thể cần sự giúp đỡ của anh. Không không, một phóng viên không thể tham gia vào quá trình tin tức. Đổi lại, tôi có thể dành cho anh một cuộc phỏng vấn bí mật riêng với biệt đội tò mò. Hợp tác vui vẻ. Nhận lấy cú đá cuối cùng của tôi. Cúc cu, cúc cu. Này, anh thần lùng.
Tôi muốn phỏng vấn anh. Câu chuyện của anh thú vị hơn nhiều so với vụ biệt đội tò mò. Để tôi chụp vài bức ảnh của anh trước đã nhé. Được, tất nhiên rồi. Cúc cu, giờ là 12 giờ. Capit, cơ hội của cậu đấy. Tia chớp. Cái gì? Ôi không. Tớ bắt được rồi. Đừng vui mừng quá sớm. Quý vị khán giả thân mến, cuộc chiến giành quả trứng vàng đang trở nên gay cấn. Hãy tiếp tục nhé. Anh phóng viên chăm chỉ quá. Phải, đúng vậy. Quả trứng vàng. Ôi, sao tự dưng lại buông tay? Cậu là người buông tay trước. Cuộc chiến căng thẳng đã phát triển thành một cuộc tranh luận. Tuy nhiên, thật vô nghĩa khi đổ lỗi cho nhau. Vấn đề là họ sẽ lấy được quả trứng vàng như thế nào? Quốc không trung. Ôi không, suýt nữa thì lấy được rồi. Kaio. Bạn tớ bắt được quả trứng vàng rồi. Vì những tin tức hấp dẫn, hình ảnh tuyệt vời của tôi đã bị hủy hoại. Tuyệt vời, biệt đội tò mò đã thành công. Tại sao anh ấy vẫn ở đây? Biệt đội tò mò đã cứu được quả trứng vàng thành công. Thấy biệt đội tò mò khốn khổ, còn sung sướng hơn là lấy được quả trứng vàng. Bạn cảm thấy thế nào khi thấy biệt đội tò mò lấm lem bùn đất? Hãy cùng xem những bình luận của cư dân mạng. Biệt đội tò mò thật tuyệt vời. Mặc dù bị bao phủ bởi bùn, nhưng trong họ vẫn rất ngầu. Thần lùn trở nên quá bẩn khi cố gắng để cướp quả trứng vàng. Thật xấu xí. Gì đây chứ? Cả hai chúng tôi đều rơi xuống bùn. Tại sao khen cậu ấy nhưng lại chế giễu tôi? Thật không công bằng.